Vâng, giờ chúng con xin chuyển đến máy của bác Thiện Nhân, và sau máy của bác Thiện Nhân là bác Vạn Phong chuẩn bị ạ. A Di Đà Phật. Dạ được rồi bác ạ. A Di Đà Phật. Dạ. Lão sư vừa âm con nghe con nói rõ mà. Dạ thưa nghe bác nói rõ lắm ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch là chư tôn hiền đức tăng ni. Kính bạch là thầy Diệu Âm cùng tất cả chư vị đồng tu trên toàn thế giới. Hôm nay con có một câu hỏi của một người cháu đã hỏi con như thế này. Tham sân si, ba cái tam độc này, cái điều nào quan trọng nhất và cái điều nào mình còn đoạn trước hoặc là giảm thiểu trước? Thì con có nói với đứa cháu đó như thế này: tham là không phải của mình hoặc là chưa phải của mình mà mình muốn chiếm đoạt. Ví dụ như một nước lớn muốn chiếm đoạt một nước nhỏ để lấy tài nguyên, ví dụ như vậy. Còn trong là nổi cơn giận bất thường đối với người đối diện. Còn si là ngu mê, u muội, không biết lễ phải. Thì như vậy cháu có thể nghĩ được là cái điều nào quan trọng nhất. Thì con có nói với đứa cháu đó là như thế này: vậy thì do đâu mà tham, do đâu mà sân, thì có phải do si hay không? Con chỉ nói vắn tắt như vậy, mong rằng lão cư sĩ Diệu Âm khai giảng cho chúng con để mà rõ hơn. Có thể những lời nói của con nó ngắn gọn nhưng mà sai ý hoặc là thiếu sót, mong là lão cư sĩ Diệu Âm khai giảng thêm. Thành tâm tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kinh bạch bác Thiện Nhân. Bác Thiện Nhân là hàng tiền bối của Diệu Âm. Mà nói bạch với Diệu Âm thì Diệu Âm bây giờ trả lại 100 cái bạch để sau này lỡ mà bác nói có cái bạch nào đó thì cũng vẫn còn thiếu Diệu Âm được mấy cái bạch. Xin bạch bác Thiện Nhân, bác trả lời như vậy hay quá. Hay quá rồi, xin cho bạch với bác Thiện Nhân là cho hàng tiếng với vỗ tay đi. Cái nào mà mình đang có nặng nhất thì bỏ trước đi, rồi cái nào mà nhẹ nhẹ thì mình bỏ sau. Nói chung cái nào cũng phải bỏ hết. Tham thì thâm, tham làm chi? Có nhiều người tham đủ thứ hết trơn rồi để mà kiếm tiền kiếm bạc, sau cùng cũng tụ lũi trụi lui, tham làm gì, đúng không? Sân giận thì cũng không tốt, mà ngu si thì cũng không hay ho gì. Ngu si thì lòi xuống dưới hàng súc sanh, tham lam thì chui vào hàng ngạ quỷ, sân giận thì chui vào hàng địa ngục. Cái nào cũng bỏ hết, nhất định bỏ hết. Như vậy thì nếu mà mình thấy nhiều người nào tham thì qua thôi, bắt đầu từ nay mình thề rằng tôi không thèm tham nữa. Thấy người khổ thì cứ cho người ta chút chút đi. Còn thí dụ như là thấy người nào mà làm phước thì mình khen tặng người ta đi. Thấy người nào mà làm sai sai thì mình cũng đừng có chê người ta nữa, mình chê. Tại vì chê người tức là có nhiều lúc cái nghiệp nó đối cho mình. Nói chung với bác là tham sân si mà nghi ác kiến, nói thẳng là bốn cái, là sáu cái đó, chứ không phải ba cái đâu. Mà nói cho vừa chứ mà thực ra tham sân si mà nghi ác kiến, tất cả những cái đó đều nên bỏ hết, không cái nào mà tốt hết. Từ cái chỗ tham mà mình sinh ra đủ thứ đủ trò, rồi từ cái nghề dại khờ mà mình mới tham, dại khờ mà mình mới sân, dại khờ mà mình mới
thưởng mạng. Thôi bây giờ nói với người cháu đi, cháu ơi, cháu tới đây với ông ngoại, cháu đây với bác, niệm Phật với bác đi, ăn ở hiền lành đi, thấy người ta làm sai thôi tha thứ cho người ta đi. Nói những lời nhẹ nhàng như vậy tự nhiên người ta bỏ. Chứ còn vạch ra thì giảng nghĩa, ra thì giảng nghĩa không bao giờ, không bao giờ giảng hết. Thưa thật với chư vị, luôn luôn nghĩ đến cái sự sai lầm của mình, thì khi thấy một người nào sai mình không thèm nói nữa, tức là mình khôn. Mình khôn thì ai cũng thương. Mình không tự mình cho mình là ngon lành thì mình không có mạng. Mình không có khinh mạng thì tự ai cũng kính trọng. Kính trọng là mình có phước. Cho nên tất cả đều nên bỏ hết, đang cố gắng bỏ từ từ. Lỡ mình có lặp lại cũng tha thứ cho mình luôn, tại vì tôi là phàm phu. Thì lỡ thì xin chư vị tha thứ cho tôi. Cứ vậy đi chư vị, cứ nhận mình là phàm phu đi, cứ nhận ai cũng là Bồ Tát hết đi. Ai làm gì tốt thì mình khen, ai làm người xấu thì mình nghĩ người ta xấu như vậy, coi thứ mình có xấu như vậy người ta không. Cứ vậy từ từ nó bỏ lòng đi. Chứ còn thực ra thì người đời không phải dễ dàng đâu nhé. A-di-đà-phật. Để chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của Lão Cư Sĩ Diệu Âm và cảm ơn bác Thiện Nhân. Và câu hỏi cuối cùng chúng con xin được chuyển đến cho máy bác Vạn Phong.